Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày 11 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh năm 2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe cho F0 khi điều trị tại nhà. Nhiều chủ lồng cá gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, theo tinh thần nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng Hưng Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các kết luận chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu giúp cấp ủy các cấp trong công tác nhân sự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo nguyên tắc chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm, công tác cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đúng quy định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận biểu dương những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2021 và nêu lên tồn tại, hạn chế, yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng cần sớm khắc phục, đồng thời gợi mở một số vấn đề cần triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Năm 2022, năm 2023, trọng tâm là chúng ta phải phân loại cán bộ để có kế hoạch đào tạo hết sức là quyết liệt, đặc biệt là đào tạo cho nhóm cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ trẻ có năng lực uy tín nổi trội để chúng ta chuẩn bị cho lực lượng cán bộ của nhiệm kỳ sau. Trong nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là một trong ba khâu đột phá. Đây là cái nhiệm vụ mà rất quan trọng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải trở thành việc làm thường xuyên và có kế hoạch, có chương trình hết sức là bài bản và mỗi nhóm đối tượng có một chương trình được chuẩn hóa để chúng ta hướng tới là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng trong sạch, có năng lực, có uy tín, có phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ để có một văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên trong năm 2022. Thì tôi đề nghị là các đồng chí phối hợp có được cả các cái chỉ tiêu định lượng cho nó rõ ràng đối với từng cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, gắn với thực hiện cái chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục rà soát, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và đảng viên, xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ công chức, viên chức và đảng viên, xây dựng môi trường làm việc khoa học, thích ứng kịp thời yêu cầu đổi mới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho 7 đồng chí đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021 cũng được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2021, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát của Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Qua kiểm tra kết luận có trên 1.500 tổ chức Đảng
và gần 6.700 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và hơn 3.400 đảng viên. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Năm 2022, công tác kiểm tra giám sát của Đảng tập trung kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị thống nhất các nội dung lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Sau khi nghe các báo cáo, tóm tắt công tác lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng hợp nghiên cứu về kinh nghiệm và xu hướng phát triển của quốc tế và Việt Nam, đề xuất một số định hướng lớn cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, hệ thống bản đồ hiện trạng, phương hướng quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung về quy hoạch mạng lưới phát triển giao thông, phương án quy hoạch phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc quy hoạch sử dụng đất trong phát triển công nghiệp, cũng như việc sử dụng đất tại một số địa phương chưa phù hợp cần điều chỉnh. Đặc biệt, việc xây dựng phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp và quy hoạch hệ thống đô thị chưa cụ thể, chưa tương xứng với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong tương lai. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch tốt sẽ tạo tiền đề cho tỉnh phát triển, góp phần phát triển vùng thủ đô và đất nước. Khi được phê duyệt, quy hoạch tỉnh sẽ là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện thống nhất trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại, là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, an ninh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình đơn vị chủ trì xây dựng quy hoạch tỉnh cũng như đơn vị liên doanh tư vấn lập quy hoạch tỉnh chậm bổ sung, hoàn thiện các nội dung lập quy hoạch. Việc xây dựng các phương án quy hoạch còn sơ sài, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Hưng Yên. Thì vẫn là mấy chục tỷ, chưa ít đâu. Cho nên làm việc mà không trách nhiệm, không tâm huyết, xong là để thời gian nó chậm trễ, cuống cuồng vào, nên là cuối cùng coi Hưng Yên là vơ vẻ vào trong. Thế là như thế là tôi nói là tư vấn hôm nay là quá coi thường tỉnh Hưng Yên đấy. Và hai là với cái tác phong làm việc như thế này là tôi không hoàn toàn không ưng ý của chính đảng. Và làm việc nó phải dứt khoát, thời gian nó phải rõ ràng. Mai hai là anh bỏ làm được thế nào, mà không làm được thì thôi, bỏ đi, từ chối đi. Thế chúng tôi thuê đơn vị tư vấn khác để làm. Chứ không đã đăng ký làm thì phải hết trách nhiệm. Thứ nhất là phải trách nhiệm, thứ hai là toàn tâm, toàn ý, tâm huyết vào. Tôi biết là cái rất nhiều việc, 63 tỉnh thành, các anh hầu như là có mặt đủ 63 tỉnh thành. Nhưng nếu có thì anh phải thuê thêm người đánh làm, để đưa vào cho nó làm cho đúng tiến độ. Bây giờ có mấy nhà tư vấn nước ngoài còn đang tài trợ bằng luôn bằng sản phẩm với cả tỉnh Hưng Yên. Nhưng tôi vì các anh vào rồi tôi phải chịu. Nhưng khả năng tới là tới tôi cũng thuê một vài đồng chí nước ngoài phản biện. Để sao cho nó phù hợp, phản biện cái tư vấn của anh để trước khi tôi chỉ lĩnh vực. Tôi cho nhờ một tư vấn nước ngoài cho vào cho học. Vậy tôi bây giờ là các đồng chí tư vấn, ngay tôi là cá nhân đồng chí chủ tịch là tôi rất tôn trọng quy hoạch. Không tiếp nhận bất cứ một dự án nào. Vì tôi rất là quan trọng, bởi vì là cái quy hoạch đẹp, tôi không có vội vã gì một vài tháng cả, nên là tôi chờ quy hoạch xong, thì lúc đó trên cơ sở quy hoạch tỉnh xong thì tôi bắt đầu quy hoạch sử dụng đất xong, thì lúc đó bắt đầu mới triển khai để tiếp nhận các dự án, thì nó tạo thành cái bộ quần áo đẹp. Đấy, không muốn được tiếp nhận trước, không như bộ quần áo rách. Đã tiếp nhận trước thì công ty vẫn buộc lại phải tích hợp, mà tích hợp vào rồi thì cuối cùng là cái áo đang đẹp thành áo rách.
Do đó tôi rất là tôn trọng là tư vấn thiết kế, nên các anh phải lưu ý cái việc đó. Để sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình các bộ ngành trung ương thẩm định và chính phủ phê duyệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn phải cam kết thời gian hoàn thiện, tiếp thu bổ sung điều chỉnh các ý kiến đóng góp của các sở ngành để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng chí yêu cầu các cấp các ngành và đơn vị tư vấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tham mưu và chịu trách nhiệm toàn diện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai, phối hợp chặt chẽ để thực hiện từng nội dung công việc đảm bảo mục tiêu trong tháng 1 năm 2022, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và đến tháng 2 năm 2022, tỉnh Hưng Yên trình Chính phủ phê duyệt. Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2020-2025. Giai đoạn 2013-2020, toàn quốc tìm kiếm quy tập được gần 17.000 hài cốt liệt sĩ, trong nước là trên 8.000 hài cốt, khoảng 8.000 tại Campuchia và Lào, tiếp nhận trên 38.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích trên 23.000 mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được trên 4.000 trường hợp, đính chính thông tin trên 1.200 ngôi mộ. Hiện vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được quy tập, chưa có thông tin. Mục tiêu từ nay đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành việc tìm kiếm quy tập khoảng 1.500, xác định 20.000 thông tin liệt sĩ, hoàn thiện hệ thống quản lý liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang, mỗi năm xác định ADN khoảng 1.000 hài cốt. Theo đó sẽ hoàn thiện cơ chế quy tập và xác định thông tin, xác minh nơi chôn cất, lập bản đồ tìm kiếm, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, xây dựng tôn tạo quản lý mộ trong trang liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm qua, chúng tôi đã khuyến cáo những điều nên làm và cần tránh khi điều trị F0 tại nhà. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn những công việc tự theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại nhà. Những dấu hiệu cần theo dõi hàng ngày là nhịp thở, nhiệt độ, độ bão hòa oxy trong máu, SpO2, huyết áp, các triệu chứng, mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh, mắt đỏ, mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy, thở dốc, khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, không tỉnh táo và các dấu hiệu khác như đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn, đau nhức cơ. Người bệnh cần điền đầy đủ thông tin và bảng theo dõi sức khỏe 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều. 1. Khó thở, thở hụt hơi hoặc trẻ em có dấu hiệu thở bất thường. 2. Nhịp thở tăng, người lớn nhịp thở từ 21 lần một phút trở lên. Trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi, nhịp thở từ 40 lần một phút trở lên. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhịp thở từ 30 lần một phút trở lên. Lưu ý, đếm nhịp thở ở trẻ em, đếm đủ trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc. 3. SpO2 từ 95% trở xuống nếu có thể đo. Khi phát hiện bất thường đo lại 2 lần sau 30 giây đến 1 phút. Khi đo, yêu cầu giữ yên vị trí đo. Tẩy sơn móng tay trước khi đo nếu có sơn móng tay. 4. Mạch nhanh trên 120 nhịp một phút hoặc dưới 50 lần một phút. 5. Huyết áp thấp, huyết áp tối đa dưới 90mm thủy ngân, huyết áp tối thiểu dưới 60mm thủy ngân nếu có thể đo. 6. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. 7. Thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lả, trẻ quấy khóc, ly bì, khó đánh thức, co giật. 8. Tím bôi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. 9. Không thể uống, trẻ em bú kém, ăn kém, nôn. 10. Trẻ có biểu hiện, sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi đỏ, ngón tay chân sưng phù, nổi ban đỏ, nốt hoặc mảng xuất huyết. 11. Bất kỳ tình trạng nào mà bạn cảm thấy không ổn, lo lắng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp không ít những khó khăn, nhưng kết thúc năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia rượu nước giải khát Hà Nội nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A vẫn đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm. Năm 2021, công ty đạt giá trị tổng sản lượng 715 tỷ đồng, trong đó doanh thu đạt trên 410 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 320 tỷ đồng. So sánh về diện tích đất mà công ty sử dụng với số thuế nhà nước nộp hàng năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cho thấy đây là một trong những doanh nghiệp đạt hiệu quả sản xuất cao nhất. Hiện công ty đang tạo việc làm cho trên 120 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 11 triệu đồng một người trên tháng. Sản phẩm của công ty tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trong nước và một phần xuất khẩu sang Nhật Bản. Hiện nay thời tiết lạnh, một số ngày có mưa ẩm khiến cho đàn vật nuôi dễ nhiễm bệnh và lây lan nhanh, nhất là dịch cúm trên đàn gia cầm. Trước tình trạng này, người chăn nuôi của huyện Khoái Châu đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Thống kê đến thời điểm cuối năm 2021, toàn huyện Khoái Châu có khoảng 1,5 triệu con gia cầm, trong đó tập trung nhiều ở các xã Liên Khê, Đồng Kết, Tân Dân và Phùng Hưng. Để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh, các trang trại đã chủ động phun thuốc sát trùng và rắc vôi bột thường xuyên để tiêu độc khử trùng và khoanh vùng khu vực chăn nuôi riêng biệt. Chủ động gia cố che chắn và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ hàng ngày. Bên cạnh đó, đảm bảo tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Thời điểm giáp Tết, nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm tăng cao nên các địa phương tích cực tuyên truyền đến người chăn nuôi tuân thủ quy định về việc vận chuyển, giết mổ các loại gia cầm, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ phát sinh dịch cúm gia cầm. Nhằm phát triển trang trại nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu năm 2030, toàn tỉnh có hơn 800 trang trại quy mô hiện đại, cho thu nhập cao và ổn định. Theo đó, dự kiến đến năm 2025, toàn tỉnh có 770 trang trại, gần 1.700 gia trại, và sẽ tăng khoảng 10% vào năm 2030. Giá trị sản xuất của trang trại gia trại đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Phấn đấu khoảng 40% trang trại gia trại tham gia chuyển đổi số liên kết sản xuất, đăng ký nhãn hiệu và sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Để đạt kết quả trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất, tạo các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo bố trí quỹ đất phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế trang trại, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nội đồng, đầu tư cải tạo xây dựng hệ thống thủy lợi. Mỗi đơn vị cấp huyện lập quy hoạch các vùng phát triển kinh tế trang trại, tạo thuận lợi giao cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại có địa điểm đất làm trang trại phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp và sử dụng đất có hiệu quả để yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên có hàng trăm tấn cá lồng đến thời kỳ thu hoạch nhưng không có thị trường tiêu thụ. Thành phố Hưng Yên có 5 hợp tác xã và nhiều cá nhân nuôi cá với gần 300 lồng trên sông Hồng và sông Luộc. Tuy vậy đến nay các hợp tác xã cá nhân vẫn còn khoảng 500 tấn cá như chép, chấm, lăng đến kỳ thu hoạch nhưng ít thương lái đến thu mua. Trong khi đó giá bán giảm trên 20% so với cùng kỳ, hiện chỉ còn 45.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân là do đầu năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà hàng quán ăn ngừng hoạt động, các cơ sở chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm thủy sản ngưng trệ. Giá cá thương phẩm xuống thấp, trong khi đó, cá lồng là sản phẩm được đầu tư chăn nuôi, Việt Cáp, chất lượng cao hơn nuôi trong ao. Vì vậy, chủ yếu tiêu thụ ở các nhà hàng khách sạn thị trường lớn. Việc tồn đọng cá lồng chưa thể thu hoạch được, gây khó khăn cho người dân khi giá thức ăn ở mức cao, làm chi phí đầu tư tăng, kéo dài thời gian thu hoạch khi tỷ lệ cá hao hụt lớn, cá khi quá lứa sẽ rất khó tiêu thụ sau này. Hiện nay hợp tác xã chúng tôi còn ước chừng khoảng 70 tấn cá là đã đến thời điểm phải xuất bán. Mỗi một ngày chúng tôi cho ăn một lồng, trung bình là hết 1 triệu. Thế nên là cái này cũng đây gây một cái áp lực cho bà con các hộ nuôi cá hiện nay được. Với tình hình tiêu thụ như hiện nay, người nuôi cá sẽ bị lỗ vốn bởi tốn thêm nhiều chi phí để nuôi cầm chừng, nhiều vốn xoay vòng đầu tư sản xuất và phải đối mặt với nhiều rủi ro như thiên tai, dịch bệnh.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7HITV, trên website hungyentv.vn. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với tin tức thời sự quốc tế. Quân đội Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản thông báo sáng 11 tháng 1, Triều Tiên vừa phóng một vật thể bay không xác định về phía biển Nhật Bản. Và đây rất có thể là vụ thử tên lửa thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần của Triều Tiên, diễn ra ngay sau khi phái đoàn tại Liên Hợp Quốc của Mỹ, Pháp, Ireland, Nhật Bản, Anh và Albany ra thông cáo chung lên án vụ thử tuần trước. Theo thông báo, vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng có thể là một tên lửa đạn đạo. Đây có thể là vụ thử tên lửa thứ hai của Triều Tiên trong vòng một tuần, diễn ra sau khi nước này tuyên bố thử thành công tên lửa mang đầu đạn lướt siêu vượt âm hôm 5 tháng 1. Các hoạt động thể hiện những yêu cầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó hối thúc quân đội tăng cường hơn nữa năng lực quân sự khi tham gia hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên hồi đầu tháng. Một số chuyên gia nhận định rằng, thông qua các đợt thử vũ khí và tên lửa, Triều Tiên đang gây thêm áp lực để các đối thủ chấp nhận họ là một cường quốc hạt nhân, đồng thời giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nga ngày 10 tháng 1 đã bắt đầu các cuộc đàm phán an ninh trong tuần này, và phía Mỹ cho biết hai bên chưa đạt được đột phá nào trong đàm phán liên quan tới khủng hoảng biên giới ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết bà không rõ liệu Nga có thực sự muốn xuống thang tình hình với Ukraine hay không, mặc dù cuộc đối thoại diễn ra theo một cách thẳng thắn. Bà Sherman cho biết Mỹ kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng, có nghĩa là yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi biên giới với Ukraine hoặc giải thích rõ về các hoạt động của quân đội Nga đang tiến hành tại đó. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Moscow không có ý định thực hiện hành động quân sự, bất kể các mối quan ngại của Mỹ về việc Nga tăng cường quân ở biên giới với Ukraine. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel mới đây, Tổng thống Kazakhstan ông Kasym Jomart Tokayev cho biết thiệt hại kinh tế do tình trạng bất ổn ở nước này hồi tuần trước có thể lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Kazakhstan cho hay, các hành động bạo lực của những phần tử khủng bố đã dẫn đến nhiều thương vong cho các nhân viên thực thi pháp luật và dân thường. Khoảng 1.300 cơ sở kinh doanh bị hư hại, hơn 100 trung tâm mua sắm và ngân hàng bị tấn công, khoảng 500 xe cảnh sát bị đốt cháy. Ông Tokayev cũng xác nhận hiện Kazakhstan đã khôi phục trật tự và nước này sẽ tiếp tục truy bắt các phần tử khủng bố. Bên cạnh đó, ông khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc CSTO do Nga dẫn đầu sẽ sớm hoàn tất nhiệm vụ tại quốc gia Trung Á này. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa qua đưa ra nhận định rằng COVID-19 có thể sẽ còn hoành hành trên thế giới ít nhất 3 tháng nữa trước khi lắng xuống. Đặc phái viên về COVID-19 của WHO, ông David Nabarro, cho rằng đại dịch sẽ còn thách thức thế giới ít nhất 3 tháng nữa, nhưng triển vọng chấm dứt đại dịch đã ở phía trước. Hơn 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thế giới vẫn đang chật vật đối phó với đợt bùng phát mới do sự xuất hiện của các biến chủng. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự đoán COVID-19 có thể sẽ trở thành bệnh đặc hữu trong năm 2022, hay nói cách khác là không còn gây mối đe dọa đáng kể cho thế giới. Còn tại Chile, ngày 10 tháng 1, Chile đã trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Mỹ Latin triển khai mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 thứ tư. Theo đó, mũi tiêm thứ tư sẽ được bắt đầu với những người bị suy giảm hệ miễn dịch từ 12 tuổi trở lên. Chiến dịch tiêm phòng này sau đó sẽ được mở rộng với những người trên 55 tuổi trong tháng 2. Không chỉ là nước đầu tiên trong khu vực, Chile cũng là một trong nước đầu tiên trên thế giới thực hiện việc tiêm mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang gia tăng do biến thể Omicron. Kể từ cuối năm 2020, Chile đã tiêm phòng cho hơn 14 triệu trên tổng số 19 triệu người nước này và khoảng 11,3 triệu người đã được tiêm mũi vaccine thứ ba. Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu công bố báo cáo ngày 10 tháng 1 cho thấy lượng khí CO2 và metan phát thải trong khí quyển đã lên mức cao kỷ lục trong năm 2021. Báo cáo khẳng định lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính gia tăng đã làm biến đổi khí hậu trái đất. Theo đó, thế giới tiếp tục hứng chịu tình trạng nắng nóng dài hạn. Khắp thế giới trải qua tình trạng thời tiết cực đoan, từ lũ lụt ở châu Âu, Trung Quốc, Nam Sudan đến cháy rừng tại Siberia và Mỹ. Năm 2021 cũng được ghi nhận là năm có nhiệt độ cao kỷ lục thứ năm, với nhiệt độ trung bình cao hơn nhiệt độ giai đoạn những năm 1850 đến 1900, khoảng từ 1,1 đến 1,2 độ C.
Cuối chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lễ ngâm mình trong nước lạnh Shinto, một sự kiện truyền thống được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Giêng hàng năm tại Nhật Bản. Hôm 9 tháng 1, sau khi khởi động ngắn giữa thời tiết 9 độ C, 21 người gồm nam giới đóng khố và nữ giới mặc áo choàng trắng đã ngâm mình trong bồn tắm lạnh 7 độ C chứa đầy đá trong khoảng 1 phút. Đây là sự kiện truyền thống được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Giêng hàng năm để những người tham gia thanh lọc tâm hồn, cầu nguyện bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.